Xin chào mọi người, hôm nay mình có quay lại một cái video clip nói về cái đoạn đường Nguyễn Văn Quỳ hướng đi hướng vào cảng Rau Quả, cảng Lotus. Thì hôm nay cái hướng vào nó đang chặn rồi các bạn ạ, đang thi công cổng hay là sao đó và chặn luôn hướng vào, và mình phải đi qua hướng bên kia, đi ngược chiều. Mà cái hướng bên kia thì toàn xe công, xe tải đi rất là nguy hiểm, mà đường rất là nhỏ. Mình đi xe ô tô thì đỡ, chứ còn người mà đi xe máy thì cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Vì đường vừa tối vừa hẹp vừa bụi, toàn xe công thôi. Sao đấy? Người ta cũng cho đi đường đó thôi bà. Ủa sao đi anh đi ngược chiều luôn hả? Đi ngược chiều luôn hả? Báo báo mà cứ được không? Được không? Được, xe nãy giờ chạy đó. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Nguy hiểm á, xe đi kìa, xe tải xe công rồi đi gì? Đi sao? Đường đi đi cái kiểu gì? Vừa có một chiếc xe công đi ra, các bạn tưởng tượng ví dụ như mình đi vô ngay lúc mà xe công đi ra thì chuyện gì xảy ra. Bên đây là xe máy của người ta cũng đi, còn đây xe công cực kỳ nguy hiểm các bạn, đèn tốt không có đèn luôn chứ đó. Mình phải đánh pha liên tục để báo cho xe trước hay là cái xe mà chuẩn bị quẹo vô cái đường ra này để nó thấy, để mình né mình. Cái đoạn này mình đi cực kỳ, gọi là cực kỳ hồi hộp các bạn, rất hồi hộp luôn á. Và sắp tới cái đoạn rẽ mình phải đánh liên tục luôn, đánh đèn liên tục luôn, để hy vọng là ví dụ có chiếc xe công rõ ràng thấy, không biết nó giảm tốc độ lại, chứ không thôi thì chắc không biết đường nào mà đỡ luôn á. Mình hy vọng rằng sẽ có một cái lối đi hoặc là một con đường nào đó riêng cho những người sống ở trong cái vùng này, tại vì cái con đường ra vô thì toàn xe công, mà vô cũng toàn xe công, ra là xe công của một mình. Ở trong đây có cái chung cư á, Luxgarden, cái đường vào nó rất là toàn xe công thôi, nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là người cho xe máy. Mình hy vọng rằng chính quyền sẽ quan tâm và làm sao đó được có con đường để đi qua đường Thảo Trí, các bạn sẽ an toàn hơn, ít ra là cho xe máy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này, và hy vọng rằng cái tình trạng này nó sẽ chấm dứt trong năm tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.